Kính chào quý vị, tôi là MC ảo của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị cùng lắng nghe bản tin trợ lý ảo điểm báo 11 giờ hôm nay, ngày 24 tháng 12 năm 2022. Thưa quý vị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn đại biểu cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước đến nước Cộng hòa Indonesia. Diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Indonesia. Chuyến thăm tạo xung lực mạnh mẽ, góp phần củng cố mối quan hệ bền chặt, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới giữa hai nước. Thưa quý vị, thí sinh Quỳnh Thị Thanh Thủy đến từ Đà Nẵng đã xuất sắc vượt qua 34 thí sinh còn lại để giành danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2022. Quỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2003, đến từ Đà Nẵng, sở hữu chiều cao 1,76m và có số đo 3 vòng 80, 63-94cm, với gương mặt xinh xắn, trẻ trung. Cô là sinh viên năm 2 khoa ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng. Vinh Thị Thanh Thủy từng đoạt danh hiệu qua khôi Đại học Ngoại ngữ trực thuộc Đại học Đà Nẵng. Á có một cuộc thi học sinh sinh viên thanh lịch thành phố Đà Nẵng năm 2021. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 24 tháng 12, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy công an quận Hà Đông Hà Nội đã giải cứu 11 người thoát ra khỏi vụ cháy tại tòa nhà CT1 Văn Khê, khu đô thị Văn Khê, Hà Đông. Theo thông tin từ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ công an thành phố Hà Nội, vào khoảng 5 giờ sáng nay, ngày 24 tháng 12, Trung tâm chỉ huy công an thành phố Hà Nội đã nhận được tin báo cháy. Địa điểm được xác định là phòng 1806 thuộc tầng 18 tòa nhà CT1 Văn Khê, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, Hà Đông. Ngay lập tức, công an quận Hà Đông đã điều động hai xe chữa cháy, một xe thang, một xe cứu hộ. Đội chữa cháy khu vực 4 cũng xuất hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Sau khoảng 20 phút, đám cháy đã cơ bản được dập tắt hoàn toàn. Đáng chú ý, các cán bộ, chiến sĩ, cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã cứu được 11 người thoát khỏi bà quả, trong đó cổng một cụ già xuống mặt đất an toàn. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Thưa quý vị, một cơn bão mùa đông mạnh đang quét qua miền trung nước Mỹ khiến nhiệt độ giảm mạnh ở nhiều khu vực, trong đó tuyết rơi ngày càng dày đặc ở Chicago, thành phố đông dân thứ ba của Mỹ. Cơ quan Thời tiết quốc gia Chicago dự báo sức gió lên tới 72-80 km một giờ tạo ra tuyết phủ, làm giảm đáng kể tầm nhìn cảnh báo thời tiết mùa đông đã được áp dụng cho khu vực Chicago từ ngày 22 tháng 12. Trong bối cảnh thời tiết cực đoan, các hãng hàng không Mỹ phải quỷ hàng nghìn chuyến bay do dự báo về bão tuyết nghiêm trọng có thể xảy ra, gây ra thời tiết lạnh giá, gió giật và băng tuyết ở nhiều nơi những ngày sắp tới. Nga có thể cắt giảm sản lượng dầu tới 7% trong đầu năm 2023 sau khi các nước phương Tây thống nhất áp giá trần đối với dầu thô của nước này. Đây là tuyên bố của Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, người phụ trách chính sách năng lượng của Moscow. Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Rossier 24 ngày 23 tháng 12, thưa quý vị, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, ngày 23 tháng 12, đồng chí Tòng Thị Phóng, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó chủ tịch thường trực Quốc hội đã trao tiền mua gạo hỗ trợ người dân ba xã biên giới của huyện Mộc Châu, Sơn La đón Tết Quý Mão 2023. Tại lễ hỗ trợ tiền mua gạo cho đồng bào ba xã vùng biên giới của huyện Mộc Châu, đồng chí tòng thị phóng mong muốn trong thời gian tới quyện mộc châu tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đến với các hộ gia đình khó khăn hộ nghèo trên địa bàn đồng chí tòng thị phóng cũng đề nghị quyện mộc châu tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết tinh thần tương thân tương ái của dân tộc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bảo đảm mọi nhà mọi người đều có điều kiện vui xuân đón tết đặc biệt quan tâm đến các gia đình chính sách những hộ nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng biên giới nguyên phó chủ tịch thường trực quốc hội cũng đề nghị quyền Mộc Châu tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết số 0 đến 9 ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Ban Thường vụ Quyền Quỹ Mộc Châu về phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, củng cố hệ thống chính trị ở 10 bản giáp biên giới phức tạp về an ninh trật tự, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân các bản biên giới. Số tiền được trao sẽ mua 2 tấn gạo hỗ trợ cho nhân dân các xã biên giới Chiền Sơn, Chiền Khừa và Lóng Sập. Kinh phí hỗ trợ mua gạo sẽ được giao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền phối hợp để mua gạo hỗ trợ cho người dân. Cũng trong dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyền Mộc Châu cũng đã phát động các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh thăm tặng hơn 800 xuất quà cho các hộ nghèo. Khó khăn, chính sách là đồng bào các dân tộc tại các xã, trị giá mỗi xuất quà từ 500.000 đồng đến 700.000 đồng. Thưa quý vị, Khu nghỉ dưỡng Anh Lâm Retreat tọa lạc giữa núi rừng thanh bình của bán đảo Vịnh Ninh Vân với thác nước tự nhiên và bãi biển trải dài, thích hợp cho các đôi cần sự riêng tư và yên tĩnh. Điểm đến này sở hữu 34 villa được thiết kế vừa hiện đại vừa gần gũi với thiên nhiên. Toàn bộ nội thất trong các villa được lựa chọn kỹ lưỡng từ những sản phẩm thủ công của Việt Nam như gối, đem theo tay, đồ sứ bát tràng. Bên ngoài mỗi villa được bố trí không gian ngồi hóng mát, tận hưởng vẻ đẹp thiên nhiên của suối mát nơi núi rừng và biển cả. Các villa đều có hồ bơi riêng trong vườn cây xanh tỏa bóng mát. Mỗi villa đều được chăm sóc bởi một quản gia chuyên nghiệp, nhiệt tình. Resort còn có nhà hàng nổi, được thiết kế nằm trên những mỏm đá nhô ra biển, với những nguyên liệu gỗ, tre, đem đến vẻ nguyên sơ, tự nhiên. Nhìn xa, nhà hàng giống như một bông hoa sen đang nở trên mặt biển. Thưa quý vị, bảo tàng cung cấp cái nhìn tổng quan về lịch sử, truyền thống và văn hóa Nhật Bản thời kỳ Edo. Bảo tàng nằm ở ven sông, trong khu phố Ryogoku, khai trương năm 1993. Đại diện phía bảo tàng cho biết sẽ đóng cửa ít nhất 3 năm để cải tạo, dự kiến mở lại vào cuối 2025, đầu 2026. Một bảo tàng nổi tiếng khác ở Tokyo là Tim Lab Borderless cũng thông báo đóng cửa để chuyển trụ sở. Ngày mở lại chưa được công bố. Đây là nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số, tạo nên một thế giới không biên giới. Tim Lab Borderless được kỷ lục Guinness công nhận là bảo tàng đón nhiều khách nhất thế giới với gần 2,2 triệu lượt vào năm 2019. Quý vị thân mến! bản tin trợ lý ảo điểm báo xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi hẹn gặp lại trong các bản tin sau thân mến chào tạm biệt